Thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook, một số người dùng đã chia sẻ hình ảnh về những sinh vật lạ chui ra từ những hạt hướng dương ngâm nước, khiến nhiều người khá lo lắng. Hình ảnh đầu tiên được chia sẻ vào đầu tháng 2 năm 2015 là những hạt hướng dương khi bị quét ra ngoài sân. Ngâm trong nước sau một đêm thì xuất hiện những sinh vật nhỏ trông giống như đỉa, sâu thân mềm, bò ra trong nước. Khi chưa rõ thực hư những hình ảnh trên như thế nào, thì đến ngày 25 tháng 2, một Facebook khác cũng chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một con vật có hình dạng như giun bò ra từ hạt hướng dương trên bàn. Được biết, clip này được quay tại một quán cà phê ở Hà Nội. Tiếp tục vào ngày 26 tháng 2, một người dùng Facebook khác cũng đăng tải thêm một clip những hạt hướng dương ngâm trong nước có những vi sinh vật chưa rõ là con gì đang bơi dưới nước. Đây là vụ thứ ba trong số những vụ việc được cho là phát hiện sinh vật lạ trong hạt hướng dương ngâm nước thời gian gần đây. Những clip xuất hiện liên tiếp này đã làm người dân, đặc biệt là giới trẻ, khá lo lắng, bởi hướng dương là món ăn rất quen thuộc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, về nguyên tắc, hạt hướng dương được người dân phơi khô, rang sấy và sau đó bảo quản trong môi trường không hơi ẩm giống như hạt lúa, hạt dưa. Trong quá trình bảo quản, nếu hạt hướng dương bị ẩm ướt thì có thể bị mọt. Mọt là bọ cánh cứng có quá trình chuyển hóa thành con quăng quăng giống bọ gậy. Theo dòng đời đó thì chúng là sâu thân mềm, sau biến thành mọt cánh cứng. Có thể vào thời điểm người dân phát hiện ra thì con mọt chuyển hóa thành con sâu thân mềm. Khi gặp môi trường nước, có thể nó sẽ bò ra. Như vậy, có thể đây chỉ là hiện tượng có thể xảy ra khi bảo quản hạt hướng dương không đúng cách để bị ẩm ướt. Hoặc với những hạt hướng dương đã để quá lâu, quá hạn sử dụng và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Do đó, để bảo vệ sức khỏe của mình, khi lựa chọn, chế biến và đặc biệt là bảo quản hạt hướng dương, người tiêu dùng cũng cần phải có những lưu ý riêng. Trong thời gian vừa qua, như các bạn thấy ở trên các cái trang mạng cũng như là ở trong trên có những cái clip người ta nói về cái hạt hướng dương, thì ngâm cái hạt hướng dương vào thì người ta thấy có những cái con bọ, con giòi nó từ cái hạt hướng dương đấy nó bò ra ngoài. Thì thực ra thì trên thực tế thì cái hạt hướng dương nó không xấu như thế, mà ở đây là do cái cách bảo quản như thế nào để cho nó khỏi bị những cái con bọ đấy nó xâm nhập cũng như là những cái con mọt. Thì cái đấy thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng với các bạn những cái phương pháp về bảo quản và chọn hạt hướng dương cũng như là cách rang hạt hướng dương làm sao cho ngon. Bạn sẽ chọn cái hạt hướng dương, thứ nhất là các bạn nhìn cái hình thức bên ngoài của hạt hướng dương, vỏ của nó phải bóng và không bị những cái lỗ thủng li ti. Như các bạn biết là nếu như mà bị cái lỗ thủng li ti thì là đã bị vi khuẩn cũng như là các cái con bọ nó xâm nhập ở bên trong cái hạt hướng dương rồi. Thứ hai là khi mà các bạn chọn hạt hướng dương thì các bạn cũng nên chọn những cái hạt mà nó tròn mẩy, mà làm sao khi các bạn cầm ở trên tay các bạn phải thấy cái độ chắc tay, cũng như là mà bằng cách tốt nhất là các bạn sẽ cầm tay và các bạn sẽ bấm cái hạt hướng dương nó lứt ra và các bạn sẽ nhìn trong cái phần nhân của cái hạt hướng dương. Nếu như cái phần nhân của hạt hướng dương nó còn nguyên vẹn, nó không bị lỗ chỗ thì đấy là những cái hạt hướng dương là tươi và ngon. Còn ngoài ra thì bằng cách nữa là khi mà các bạn mua cái hạt hướng dương về nhà thì các bạn sẽ cho vào nước và các bạn vo như vo gạo thì tất cả những cái hạt nào mà bị lép hoặc là bị mối mọt thì nó sẽ nổi lên trên và các bạn sẽ gạt bỏ nó đi, thì các bạn còn lại cái hạt phần hạt hướng dương chắc và tốt là nó lắng ở dưới. Cũng như là các cụ ngày xưa chúng ta là vo gạo đấy thì thường là những cái gì mà nó nhẹ thì nó nổi lên trên. Thứ hai là khi mà các bạn đã làm như thế rồi, trong quá trình rang thì các bạn sẽ, nó có rất là nhiều loại cách cũng như là cái loại vị để rang cái hạt hướng dương này. Ví dụ như các bạn ăn một số các loại hạt hướng dương nhập khẩu từ nước ngoài về, các bạn thấy có vị muối mặn ở ngoài vỏ của cái hạt hướng dương,
hoặc là các bạn ăn thấy có cái vị ngọt cam thảo ngoài vỏ hạt hướng dương, hoặc là những cái mùi thơm đặc trưng của các cái thảo mộc, thì đấy là cái cách rang cũng như là những người đầu bếp chuyên nghiệp người ta làm ra những cái hương vị lạ để cho cái người ăn người ta có cảm giác nó ngon hơn. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn là khi mà cái hạt hướng dương của chúng ta mà chúng ta đã ngâm để cho nó tách hết cái đồ bẩn ở ngoài vỏ đi này, và gạn bỏ hết những cái hạt lép đi rồi, còn lại cái hạt chắc đấy, thì chúng ta sẽ ngâm, một là các bạn sẽ ngâm với nước cam thảo thì các bạn sẽ được một cái vị hơi ngọt ở ngoài vỏ mà khi chúng ta rang lên thì chúng ta ăn chúng ta thấy. Thứ hai là chúng ta rang cái vị muối thì chúng ta sẽ hòa nước muối nhạt, tỷ lệ muối là 5%, và khi chúng ta hòa ra chúng ta ngâm vào cái hạt hướng dương đấy trong vòng từ 15 đến 20 phút sau đấy chúng ta sẽ rang thì là nó sẽ ra được cái vị muối. Và một cái vị nữa là cái mùi của quế hồi thảo quả cộng với muối, thì các bạn lại phải cho quế hồi thảo quả vào đun sôi lên và các bạn lấy cái nước đấy pha muối cũng tỷ lệ 5%. Các bạn ngâm hạt hướng dương và sau đấy các bạn sẽ rang thì lưu ý chúng ta sẽ được cái vị muối và có mùi của thảo mộc, thì chúng ta sẽ có những cái vị lạ của cái hạt hướng dương. Có nghĩa là gì? Trong một gia đình các bạn có thể mua một cân hạt hướng dương để sử dụng, nhưng các bạn có thể làm được 2 hoặc 3 loại mùi vị khác nhau để mỗi một người có một cái sở thích riêng thì có thể là sử dụng được thì nó sẽ tốt hơn. Khi các bạn mua cái hạt hướng dương chín thì ở đây thì các bạn cũng chú ý cho mình là về cái hình thức bên ngoài của cái hạt hướng dương là gì. Khi mà cái hạt hướng dương chín thì các bạn cũng lưu ý cho tôi là khi người ta rang thì bao giờ cái vỏ hạt hướng dương nó sẽ co ngót và nó có độ nhăn, chứ nó không còn mọng và phẳng phiu như là lúc mà cái hạt hướng dương tươi nữa. Thì chúng ta cũng để ý là gì, và chúng ta cầm ở trên tay, trong lòng bàn tay để chúng ta úp tay vào và chúng ta sóc và nghe cái tiếng hạt hướng dương nó va đập vào nhau nó giòn thì có nghĩa là cái hạt hướng dương đấy tốt. Chứ còn nếu mà nghe cái tiếng mà nó không giòn ấy thì có nghĩa là cái hạt hướng dương đấy nó trước khi mà người ta rang là nó đã bị hỏng rồi, có nghĩa là nó đã bị mối mọt và nó có độ xốp. Thì các bạn biết khi mà độ xốp mà va vào nhau thì không bao giờ giòn được, chỉ có những cái gì mà nó chắc chắn nó va vào nhau thì mới có cái tiếng nó va và nó giòn và nó chắc. Thì đấy là cái kinh nghiệm về cái màu sắc. Thì bao giờ cái hạt hướng dương mà bị mối mọt đấy thì cái màu của nó cũng sẽ rất là nhạt, tại vì là nó đã bị sâu mọt nó ăn và nó đã bị một phần nào đấy là nó phân hủy cái màu rồi, nó không còn cái màu đen sẫm nữa mà nó sẽ còn là cái màu đen mà nó bạc phếch đi, thì cái đấy là hạt hướng dương, đấy là hạt hướng dương xấu. Khi mà chúng ta bảo quản cái hạt hướng dương tươi ở nhà mà chúng ta chưa sử dụng đến thì các bạn sẽ phải phơi sấy cho làm sao cho nó được lắng, và khi nó đã khô và nó đã được lắng rồi thì các bạn cũng không nên cho vào lọ ngay, tại vì nếu như cái nhiệt độ mà nó vẫn còn, cái hạt hướng dương nó vẫn còn hơi ẩm, hơi ấm ấm tay mà do là mình phơi hoặc mình sấy mà cho vào lọ ngay thì cái hạt hướng dương nó sinh ra là bị ỉu và rất hay bị hỏng. Thì chúng ta phải để nguội và chúng ta cho vào cái hũ bằng sành. Khi cho vào hũ bằng sành thì các bạn lưu ý là chúng ta cũng phải lấy cái giấy báo chúng ta làm lút, vì là cái giấy báo này nó có tác dụng là hút ẩm rất là tốt, nên là khi các bạn bảo quản như thế thì cái hạt hướng dương của ta nó sẽ giòn và nó tốt hơn, và lúc nào chúng ta cần thì chúng ta lại bỏ ra chúng ta sẽ rang lên. Còn những cái hạt hướng dương mà các bạn đã rang rồi thì các bạn cũng lưu ý là rang xong thì các bạn cũng phải để thật nguội. Sau đấy các bạn sẽ dùng một số cái miếng giấy ăn, nhưng các bạn lưu ý là không dùng giấy thơm, và các bạn để xuống dưới đáy lọ, và sau đấy các bạn sẽ để hạt hướng dương vào, sau đấy các bạn cũng đậy lắp kín lại để tránh hiện tượng bị ỉu. Cái giấy ăn cho vào trong này thì nhiều khi là nhìn nó hơi phản cảm, nhưng thực ra là ở nhà chúng ta không có những cái túi hút ẩm công nghiệp thì chúng ta sẽ dùng cái giấy ăn đấy để cho vào để làm sao để cho nó hút ẩm và nó không bị tách ẩm vào hạt hướng dương, thì hạt hướng dương ta sẽ giòn và để được lâu hơn. Hướng dương là một trong những loại hạt rất lành tính, lại có vị bùi, dễ ăn, nên là đồ ăn vặt được rất nhiều người yêu thích. Không những thế, theo các chuyên gia dinh dưỡng, hướng dương cũng là loại hạt có thành phần dinh dưỡng cao và có rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe. Hạt hướng dương có chứa nhiều vitamin, khoáng chất, axit béo cần thiết cho sự hoạt động của cơ thể. Không những thế, các loại chất này còn có tác dụng rất lớn trong việc chữa bệnh. Với phụ nữ, hạt hướng dương là thực phẩm lý tưởng để ngăn ngừa lão hóa. Thành phần vitamin E và beta carotene có trong hạt giúp duy trì vẻ trẻ trung và tươi mát của làn da. Beta carotene giúp da bớt nhạy cảm với nắng mặt trời. Vitamin E bảo vệ da trước sự gây hại của các gốc tự do
cũng như ngăn ngừa sẹo và những nếp nhăn mới xuất hiện trên da. Bên cạnh đó, vitamin B6 và chất đồng trong hạt hướng dương cũng có tác dụng tăng cường oxy, cung cấp cho da đầu, giúp tóc chắc khỏe và giữ màu tự nhiên cho tóc. Còn theo đông y, hạt hướng dương có vị ngọt, tính bình, không độc, có tác dụng an thần, chữa tinh thần uất ức, thần kinh suy nhược, chán ăn, đau đầu do suy nhược. Tuy nhiên, những tác dụng này chỉ có được khi chúng ta sử dụng hướng dương đúng cách. Da thì cái thói quen ăn hạt hướng dương thì người Việt Nam cũng hay là người châu Âu thì người ta đều cho lên mồm và người ta cắn. Còn cái nhiều người sợ là ăn những cái đấy thì nó có cái gì vi khuẩn vi khuẩn, thì thực ra cái này thì cũng không thể tránh được. Nhưng mà với cái hạt hướng dương, ví dụ như ở nhà mà các bạn làm theo cái quy trình như tôi nói thì nó sẽ giảm đi rất là nhiều về cái vệ sinh, về cái mất vệ sinh. Còn những cái hạt hướng dương mà mua ở ngoài thì nói thật với các bạn là người ta không rang như tôi nói, mà người ta rang bằng cát. Cho nên là khi mà ăn cái đấy thì thực sự nó là mất vệ sinh, thì chúng ta không nên đưa vào mồm mà chúng ta cắn. Và chúng ta sẽ dùng tay chúng ta bóp nhẹ cho hạt hướng dương nó tách ra và chúng ta lấy nhân chúng ta ăn, chứ không nên là đưa trực tiếp vào miệng.